Xin chào các khán giả trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân TV và chào mừng trở lại với El Clasico ngày 13 tháng 2. Vào dạng sáng mai, Real Madrid sẽ có cuộc đối đầu với Leipzig trong khuôn khổ vòng 1/8 UEFA Champions League. Hãy cùng xem đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã chuẩn bị những gì trước trận đấu này. Trong trận đấu tâm điểm của vòng 24 La Liga diễn ra vào cuối tuần qua, Real Madrid đã có 3 điểm vô cùng quan trọng khi đánh bại Girona với tỷ số 4-0. Chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu bảng giúp đoàn quân huấn luyện viên Ancelotti tiến một bước dài trong hành trình chinh phục chức vô địch La Liga. Tuy nhiên, thắng lợi của Real Madrid đã phải đánh đổi với chấn thương của Jude Bellingham. Sau tình huống va chạm với cầu thủ đối phương, tiền vệ người Anh đã phải rời sân để nhường chỗ cho Brahim Diaz. Sau khi được kiểm tra tình hình, Bellingham được xác nhận sẽ phải nghỉ thi đấu trong 3 tuần. Đây là một tổn thất rất lớn với Real Madrid khi đội bóng này sẽ bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải. Với khởi đầu là chuyến làm khách trên sân của Leipzig trong khuôn khổ vòng 1/8 UEFA Champions League diễn ra vào đêm nay. Bên cạnh chấn thương của Bellingham, Los Blancos tiếp tục không có được sự phục vụ của những nhân tố quan trọng nơi hàng phòng ngự như thủ thành Courtois, các trung vệ Militao, Alaba và Rudiger. Đội trưởng Nacho mặc dù đã được điền tên vào danh sách đi đến nước Đức nhưng khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ. Vì vậy rất có thể Real Madrid sẽ lại thêm một lần ra sân với bộ đôi trung vệ bất đắc dĩ là Dani Carvajal và Tchouameni. Ngoài ra, Lucas Vázquez sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò hậu vệ biên phải, trong khi ở cánh đối diện sẽ là sự xuất hiện của Ferland Mendy. Ở khu trung tuyến bên cạnh, bộ ba đã chơi rất tốt ở trận gặp Girona là Valverde, Toni Kroos và Camavinga tiếp tục được sử dụng. Cái tên thay thế cho Bellingham sẽ là Brahim Diaz, hai mũi nhọn chính trên hàng công, nhiều khả năng vẫn sẽ là bộ đôi người Brazil Vinicius và Rodrigo. Trở lại sau khi gặp vấn đề ở cổ, Vinicius đã tỏa sáng rực rỡ để giúp Real Madrid đánh bại Girona. Trong buổi họp báo trước cuộc đối đầu với Leipzig, huấn luyện viên Ancelotti đã hết lời ca ngợi Vinicius và tin tưởng anh sẽ thêm một lần tạo ra sự khác biệt ở trận đấu tới đây. Vinicius có kỹ thuật và tốc độ, cậu ấy có thể hoạt động vô cùng năng nổ với cường độ cao và duy trì sự ổn định đó trong suốt 90 phút. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Italia cũng khẳng định sự vắng mặt của Jude Bellingham không hề ảnh hưởng đến Real Madrid. Chúng tôi không bao giờ nghĩ quá nhiều về những cầu thủ không thể thi đấu. Không có Bellingham, đội bóng vẫn có thể thắng 4 trên 4 trận. Cậu ấy là một cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi, nhưng không phải là không thể thay thế. Bên cạnh Brahim Diaz, chúng tôi vẫn có rất nhiều phương án khác. Những phát biểu khá tự tin của Ancelotti, nhưng Real Madrid được dự đoán sẽ có một chuyến làm khách không hề dễ dàng trên sân của Leipzig. Thực tế, một chút trục trặc đã đến với Los Blancos ngay khi đội bóng này đặt chân đến nước Đức. Theo đó, chiếc xe buýt chở cầu thủ Real đã gặp một tai nạn nhỏ khi va chạm với một chiếc ô tô con. Rất may là không có thiệt hại đáng kể nào được ghi nhận và chiếc xe buýt chỉ bị hư hỏng nhẹ. Nội bộ bất ổn sau tuyên bố ra đi của Xavi, những kết quả đáng thất vọng xảy ra liên tiếp. Barcelona đang trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong 2 năm trở lại đây. Trong bức tranh với đầy sự ảm đạm đó, Lamine Yamal đang nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi. Và cuối tuần qua, trước đội bóng đang ở nhóm cuối bảng, đó là Granada, Barca đã suýt chút nữa phải nhận một thất bại ê chề nếu không có sự tỏa sáng đúng lúc của Lamine Yamal. Trong lần thứ 12 được đá chính ngay từ đầu La Liga mùa giải này, cầu thủ 16 tuổi đã có cho mình một cú đúp. Đáng chú ý, bàn thắng phút 80 để giữ lại một điểm đã thể hiện hết những phẩm chất mà Lamine Yamal đang sở hữu ở thời điểm hiện tại. Đó là tinh thần chiến đấu, sự quyết đoán và kỹ năng dứt điểm điêu luyện. Siêu phẩm trên cũng là pha lập công thứ 3 của Lamine Yamal trong mùa giải này. Thành tích giúp cho tài năng trẻ người Tây Ban Nha trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử La Liga ghi được 3 bàn thắng khi chưa đầy 17 tuổi. Bên cạnh đó, Lamine Yamal cũng chính là cầu thủ trẻ nhất lập cú đúp khi mới 16 tuổi, 213 ngày. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Bohan Krkić, người đã ghi 2 bàn trong một trận đấu vào năm 2008 khi mới 17 tuổi, 208 ngày. Bên cạnh đó, ngôi sao trẻ sinh năm 2007 đang là chủ nhân của rất nhiều kỷ lục khác như cầu thủ trẻ nhất đá chính cho Barca, cầu thủ trẻ nhất ra sân tại UEFA Champions League và cầu thủ trẻ nhất góp mặt trong một trận El Clasico. Lamine Yamal rõ ràng đang trở thành niềm hy vọng hiếm hoi trong một tập thể Barca vô cùng rệu rã ở mùa giải này. Thế nhưng cầu thủ này càng tỏa sáng khiến các cổ viên của Barca vừa mừng vừa lo. Ở tuổi 16, Lamine Yamal đã sớm được thi đấu thường xuyên và dần trở thành nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Barcelona. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ phải ra sân với mật độ nhiều hơn và đối mặt với những rủi ro về nguy cơ chấn thương, điều mà những tài năng trẻ khác như Ansu Fati, Pedri và Gavi đã gặp phải. Theo truyền thông Anh, siêu sao Cristiano Ronaldo sẽ trở lại Real Madrid vào mùa giải tới với một tư cách hoàn toàn mới. Cụ thể, cầu thủ người Bồ Đào Nha cùng các đồng đội tại Al Nassr mới đây đã được đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha mời đến tham dự buổi lễ khai trương sân Bernabeu mới được tân trang lại.
Theo kế hoạch, trận đấu giao hữu giữa Real Madrid và Nasser sẽ được diễn ra vào kỳ nghỉ đông giữa mùa giải của La Liga, cũng là thời điểm mà sân Bernabeu chính thức hoàn thành quá trình cải tạo. Sau 9 năm thi đấu cho Real Madrid, Ronaldo trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của Los Blancos. Anh chính là chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của đội chủ sân Bernabeu với 450 bàn thắng cùng 131 đường kiến tạo sau 438 lần ra sân. Trong màu áo của kền kền trắng, Ronaldo đã giành được tổng cộng 15 danh hiệu khác nhau, trong đó có 4 chức vô địch UEFA Champions League tại Real Madrid. Anh cùng với Messi ở Barcelona tạo ra những màn đua tranh kinh điển của bóng đá thế giới. Vào mùa hè năm 2018, bất chấp những thành công vừa giành được cùng Real Madrid với chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp, nhưng CR7 vẫn quyết định nói lời chia tay với đội bóng thủ đô Madrid vì những bất đồng với chủ tịch Florentino Perez. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa siêu sao người Bồ cùng Perez sau đó đã được hàn gắn và trở nên tốt đẹp trở lại. Hồi giữa tháng 1, Ronaldo đã được bắt gặp xuất hiện trên khán đài sân Al Awan ở Ả Rập Xê Út để cổ vũ cho đội bóng cũ trong trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha với Barcelona. Ở trận đấu đó, đoàn quân huấn luyện viên Ancelotti đã chiến thắng thuyết phục trước đại kình địch Barca để lên ngôi vô địch. Kể từ khi rời xa sân cỏ châu Âu để chuyển đến Saudi Pro League trong màu áo của Al Nassr, Ronaldo vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao. Sau 44 lần ra sân cho Al Nassr, tiền đạo 39 tuổi đã có cho mình 38 pha lập công cùng 13 đường kiến tạo. Real Madrid bắt đầu tiến hành đại tu sân Bernabeu vào năm 2019. Mặc dù vậy, đến năm 2020, quá trình cải tạo bị tạm dừng do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cũng như những vấn đề tài chính và giấy phép xây dựng từ chính quyền. Việc nâng cấp sân Bernabeu đã tiêu tốn của Real Madrid hết 1 tỷ bảng, trong đó công trình đắt đỏ nhất là hệ thống mái che có thể mở ra, đóng vào tự động. Bên cạnh đó, sức chứa của sân Bernabeu cũng được tăng lên thành 85.000 chỗ ngồi sau cuộc đại tu. Và cuối tuần qua, Barcelona đã trải qua một trận hòa như thua trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều là Granada. Tiếp đó, một đội bóng chỉ đang đứng ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng La Liga. Đoàn quân huấn luyện viên Xavi thậm chí luôn rơi vào tình thế bám đuổi và chỉ thoát thua ở những phút cuối. Trong cả trận đấu, Barca sở hữu những chỉ số hoàn toàn vượt trội đối thủ. Họ kiểm soát 66% thời gian thi đấu, tung ra 10 pha dứt điểm và có 6 lần đưa bóng trúng đích. Tuy nhiên, hàng thủ chơi cực kỳ lòng lẻo và thiếu chắc chắn đã khiến Blaugrana phải trả giá đắt. Trước Granada, chúng tôi lại thêm một lần vứt bỏ chiến thắng và điều này đã xảy ra rất nhiều lần trong mùa giải. Chúng tôi không được phép mắc những sai lầm này thêm một lần nào nữa. Chúng tôi không thể mãi tặng quà cho đối thủ như vậy. Hàng công của Barca vẫn tạo ra nhiều cơ hội, nhưng những sai lầm liên tiếp nơi hàng thủ đã khiến chúng tôi bị Real Madrid và Girona bỏ xa trên bảng xếp hạng. Đây thực sự là một bước lùi của đội bóng so với mùa giải trước. Còn nhớ, mùa bóng trước, Barcelona đã lên ngôi vô địch La Liga dựa trên nền tảng của một hàng phòng ngự thi đấu cực kỳ chắc chắn khi chỉ để thủng lưới đúng 20 lần, bỏ xa đội xếp sau là Atlético Madrid với 3-3 bàn thua. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Xavi phàn nàn về cách phòng ngự của các học trò. Trước đó, ông đã từng đề cập về vấn đề này trong trận thua 3 năm của Barca trước Villarreal. Nhà cầm quân 43 tuổi cho rằng đội bóng của mình đã để thủng lưới quá dễ dàng từ những tình huống không mấy nguy hiểm. Xavi liên tiếp nhắc lại việc Barcelona cần phải cải thiện rất nhiều ở khả năng phòng ngự. Với 3 bàn thua trong trận hòa trước Granada, Barcelona đã để thủng lưới tổng cộng 23 lần kể từ đầu năm 2024, con số nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Barca cũng đang là đội bóng sở hữu thành tích phòng ngự tệ nhất trong 10 đội bóng dẫn đầu tại La Liga khi đã để các đối thủ chọc thủng lưới đến 33 lần từ đầu mùa. 33 bàn thua cũng là con số tệ thứ hai trong thế kỷ 21 của đội bóng xứ Catalan. Ở mùa giải 2000-2001, Barcelona đã để thủng lưới 34 bàn sau 24 vòng đấu đầu tiên. Và đó là những thông tin đáng chú ý nhất về hai đội bóng hàng đầu của Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với El Clasico World. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong những chương trình khác trên kênh Bình luận viên Anh Quân TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.